Lộc Hàm và Quang Hiểu Đồng có chuyện tình đẹp nhất nhì showbiz Hoa ngữ ở thời điểm hiện tại. Cả hai đã bên nhau được 4 năm, tuy rất kín tiếng trong chuyện tình cảm, nhưng mọi người đều biết rõ cặp đôi 9X này rất ngọt ngào và hạnh phúc. Ban đầu khi mới công khai hẹn hò, dư luận cho rằng cặp đôi rồi sẽ sớm nở tối tàn. Thế nhưng dần dần, Quang Hiểu Đồng và Lộc Hàm đã chiếm trọn cảm tình của công chúng. Cư dân mạng đều cảm thấy rất tò mò, không biết đến bao giờ cặp sao cú đấm ngọt ngào mới quyết định về chung một nhà, bởi họ đã hẹn hò cũng khá lâu rồi. Bên cạnh đó, Lộc Hàm cũng từng chia sẻ về việc muốn kết hôn trước năm 30 tuổi, nhưng anh vừa qua tuổi 31 vài ngày trước nhưng vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh nào về chuyện lớn của đời người kia. Có lẽ không chỉ netizen mà cả Đặng Siêu, người đồng nghiệp thân thiết của Lộc Hàm cũng băn khoăn chuyện kết hôn của anh chàng. Trang Kiều Kiều cho biết, Đặng Siêu từng hỏi Lộc Hàm đến bao giờ mới tính chuyện kết hôn cùng Quang Hiểu Đồng thì nam diễn viên Trạch Thiên Ký trả lời, xem ý của Quang Hiểu Đồng. Đối với câu trả lời chỉ có 6 từ ngắn ngủi của Lộc Hàm, mọi người đều thấy cựu thành viên ISO thật sự rất muốn kết hôn với Quang Hiểu Đồng, nhưng đồng thời anh cũng tôn trọng quyết định từ bạn gái. Hiện tại Quang Hiểu Đồng chỉ mới 24 tuổi và đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Giới truyền thông cũng từng đưa tin cho biết người đẹp vẫn chưa muốn kết hôn ở thời điểm này. Hơn nữa, bố mẹ của nữ diễn viên Phượng Tu Hoàng cũng không đồng ý để con gái kết hôn quá sớm. Có lẽ phải vài năm nữa thì cô mới suy nghĩ đến chuyện thành gia lập thất. Trước đó, cặp đôi bị đồn đường ai nấy đi vì Quang Hiểu Đồng không chúc mừng sinh nhật Lộc Hàm. Thậm chí, tên Quang Hiểu Đồng còn lên top từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo chỉ vì cộng đồng mạng liên tục đặt dấu hỏi cho động thái lạ của nữ diễn viên. Trong khi đó, vào mọi năm, khi vừa qua ngày mới 20 tháng 4, thì Quang Hiểu Đồng đều đăng Weibo chúc mừng sinh nhật bạn trai, còn gắn cao Weibo Lộc Hàm từ năm 2017 đến năm 2020. Thế nhưng năm nay thì lại chưa thấy. Đáng chú ý là trong năm nay, cặp đôi lại liên tục vướng tin đồn chia tay. Động thái của Quang Hiểu Đồng khiến người hâm mộ lo lắng rằng cặp đôi thực sự đã chia tay. Tuy nhiên đến 23 giờ 31 phút cùng ngày, Quang Hiểu Đồng đã đăng tấm ảnh ngọt ngào của mình và Lộc Hàm kèm dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật nhé và gắn thẻ trang cá nhân của bạn trai. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên cố tình đăng ảnh vào khoảnh khắc đặc biệt này vì năm nay Quang Hiểu Đồng 23 tuổi, còn Lộc Hàm 31 tuổi. Động thái vừa có ý nghĩa đặc biệt của mỹ nhân 9X khiến dân mạng rần rần ngưỡng mộ. Còn nhớ vào tháng 10 năm 2017, Quang Hiểu Đồng và Lộc Hàm công khai chuyện tình cảm khiến mạng xã hội tê liệt. Thời điểm đó, Lộc Hàm đang ở đỉnh cao sự nghiệp, anh chàng sở hữu lượng fan đông đảo nhất showbiz, rất nhiều cô gái xem Lộc Hàm là người trong mộng. Mặc dù xuất thân của Quang Hiểu Đồng rất hiển hách, gia cảnh giàu có nhưng so với tên tuổi và danh tiếng của Lộc Hàm vẫn có sự chênh lệch. Thế nên, dư luận không tin tưởng lắm vào độ bền chặt của mối tình này, thậm chí rất nhiều dân mạng còn đổ tên nick Weibo rằng lúc nào Lộc Hàm Quang Hiểu Đồng chia tay, nhằm thúc giục cặp đôi mau chóng đường ai nấy đi. Thời gian trôi qua, tình cảm của hai bên chẳng những không hề sứt mẻ mà lại còn hết sức ổn định. Lộc Hàm và Quang Hiểu Đồng không công khai khoảnh khắc ân ái trên truyền thông, nhưng những hình ảnh chụp lén về họ vẫn khiến dân mạng phải ghen tị vì quá sức ngọt ngào. Những năm gần đây, Quang Hiểu Đồng đã chứng minh bản thân đi lên bằng thực lực, không hề dựa dẫm vào danh tiếng của bạn trai, khiến đông đảo dân mạng quay xe, rần rần ủng hộ chuyện tình của mỹ nhân 9X. Dù xuất thân đầy hiểm hách, nhưng Quang Hiểu Đồng chưa hề dính phốt về thái độ chánh chọe. Điều này đã khiến mỹ nhân 9X luôn được lòng công chúng. Bên cạnh đó, trình độ học vấn thuộc loại đỉnh cao của cô khi trở thành thủ khoa chuyên ngành tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với số điểm kỷ lục. Việc này đã khiến người hâm mộ ưu ái đặt danh xưng em gái quốc dân.